tiểu sử diễn viên người mẫu Jun Vũ. Sở hữu ngoại hình sắc sảo, Jun Vũ nổi lên từ danh xưng hot girl, mẫu ảnh. Con đường sự nghiệp của cô có bước nhảy vọt khi tham gia vai diễn trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Jun Vũ là hot girl Hà Nội, hiện đang là người mẫu và diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng. Cô may mắn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, thân hình cân đối cùng nụ cười tỏa nắng. Sự nghiệp của cô ngày càng thăng tiến, đặc biệt là những thành công vang dội ở xứ Chùa Vàng. Ngoại hình xinh xắn, tài năng Jun Vũ dần trở thành tâm bão của cộng đồng mạng. Mặc dù sinh sống và làm việc ở Thái Lan, nhưng gần đây cô bắt đầu có những chuyến lưu diễn ở Sài Gòn. Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, cân đối và đậm nét Á Đông, Jun Vũ thành công ngay cả khi hoạt động nghệ thuật nơi xứ người. Jun Vũ tên khai sinh là Vũ Phương Anh, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1995 tại Hà Nội. Cô theo gia đình sang Thái Lan định cư năm 15 tuổi. Jun Vũ nổi tiếng ngay từ tuổi thiếu niên, khi là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang Thái Lan và thế giới. Cô theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Assumption, nhưng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và quốc tế. Tiêu biểu là những video âm nhạc cho các ca khúc Thái Lan như Just a Friend, Mr. Bean, Getting Dressed, Neon Apiwat etc. Ban đầu, Jun Vũ chỉ có ý định đóng quảng cáo, làm MV như một công việc bán thời gian, kiếm thêm thu nhập. Bố mẹ Jun Vũ ấn tượng không tốt về giới showbiz, trong gia đình cũng không ai theo con đường nghệ thuật, nên không thích cũng như muốn Jun Vũ làm việc trong giới showbiz và cũng chưa tin tưởng khả năng Jun Vũ sẽ thành công khi đi theo con đường này. Vì vậy Jun Vũ như đi làm chui, sau khi học ở trường về xin bố mẹ sang nhà bạn chơi, nhưng thực chất là đi thử vai để nhận quảng cáo, có khi quay đến 1-2 giờ khuya mới về. Thời gian sau, mẹ biết cô trốn đi đóng quảng cáo, nhưng thấy con gái tự lập được và trưởng thành hơn cũng như không có chuyện gì xảy ra, nên mẹ mới để cô tự quyết định con đường sự nghiệp của mình. Đến năm 2015, Jun Vũ xuất hiện trong MV Sau Tất Cả của ca sĩ Eric. Bài hát với giai điệu và ca từ chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ, nhanh chóng đưa hình ảnh nữ chính trong MV tỏa sáng khắp các mạng xã hội. Sau thành công này, Jun Vũ bắt đầu đủ tự tin lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, qua bộ phim 12 chòm sao, vẽ đường cho yêu chạy. Đây là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hài, lãng mạn, chính kịch của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Phim được ra mắt tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc vào ngày 11 tháng 11 năm 2015 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017. Phim tiếp tục được ra mắt tại Hoa Kỳ với tên gọi 5 Steps of Love. Các diễn viên chính như Bê Trần, Jun Vũ, Jun Phạm, Quỳnh Chi, Kim Nhã, Võ Cảnh. Năm 2016, cô tiếp tục tham gia bộ phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa của đạo diễn Văn Công Viễn. Bộ phim được lấy cảm hứng từ tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Gào, tác phẩm điện ảnh Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa đã mang lại những hình ảnh lãng mạn đến tan chảy trái tim, vẽ nên câu chuyện tình, cọc đi tìm châu, đáng yêu và đầy ngọt ngào. Với sự kết hợp của cặp đôi trai xinh gái đẹp, Đình Hiếu, Jun Vũ và được trợ diễn bởi dàn khách mời tên tuổi như Quang Minh, Hồng Đào, Chí Tài, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện cùng Kiều Minh Tuấn. Phim không chỉ dừng lại ở một tác phẩm tình yêu thông thường, mà gây ấn tượng bởi đoạn cao trào đầy cảm xúc và đọng lại những thông điệp ý nghĩa về sự vô thường của cuộc đời này. Trong năm này, cô cũng gặt hái được thành công lớn khi nhận giải diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Ngôi Sao Xanh, rồi bất ngờ cô đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim điện ảnh tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng vào tháng 4 năm 2017 qua bộ phim 12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy. Đến cuối năm, cô cũng tham gia bộ phim nhân dịp Tết Nguyên đán 2017, Xuân Cười, món quà đầu năm của kênh truyền hình HTV2. Tháng 3 năm 2018, Jun Vũ tham gia vào vai Tuyết Anh trong phim Tháng Năm Rực Rỡ. Đây là phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hài, xen lẫn tâm lý học đường và xã hội của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Phim khởi chiếu tại các rạp bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 năm 2018. Tác phẩm được làm lại từ phim Sunny năm 2011 của Hàn Quốc. Cùng năm, cô cũng thủ vai Liên trong bộ phim Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ. Năm 2018 được nói là năm thành công nhất của Jun Vũ khi cô nàng hot girl này nhận vai nữ sinh Tuyết Anh
một hoa khôi xinh đẹp của nhóm ngựa hoang và của cả ngôi trường cô đang theo học. Trong vai diễn Tuyến Anh, Jun Vũ thể hiện là cô nàng có vẻ đẹp dịu dàng, mong manh nhưng ẩn chứa cá tính nổi loạn. Ngay sau khi bộ phim Những Năm Tháng Rực Rỡ được ra mắt, Jun Vũ đón nhận cơn mưa lời khen từ phía khán giả và các đạo diễn bởi ngoại hình và thần thái xuất sắc của mình. Ngày 4 tháng 6 năm 2019, nhân dịp sinh nhật 24 tuổi, Jun Vũ cho ra mắt cuốn sách ảnh đầu tay có tên Cảm ơn, Ngày Thanh Xuân Rực Rỡ. Từng sinh sống ở Thái Lan một thời gian dài, Jun Vũ cho biết bản thân cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, nhất là cách make up kỹ phần mắt của người Thái. Thời gian gần đây, dân mạng hiếm khi nhìn thấy Jun Vũ trong hình ảnh trong trẻo của cô gái trà sữa như trước. Thay vào đó là cô nàng nóng bỏng, quyến rũ mọi lúc, mọi nơi. Nàng chín ít không ngần ngại diện các bộ cánh táo bạo, giúp phô diễn chọn đường cong gợi cảm trên cơ thể. Sở hữu vẻ đẹp mỏng manh, thân hình mảnh khảnh là điều mà cô gái nào cũng mơ ước. Không chỉ được người hâm mộ trong nước khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, hình ảnh của Jun Vũ mới đây còn xuất hiện trên nhiều diễn đàn ở Hàn Quốc. Phía dưới những tấm hình của cô hot girl Việt Nam, dân mạng không giấu nổi sự thích thú và liên tục dành những lời có cánh cho nhan sắc của Jun Vũ. Thậm chí, một số người còn gọi cô là thiên thần Việt Nam, con gái Việt Nam xinh quá. Khi được gọi là cô bé trà sữa, với nét đẹp không thua kém hot girl số 1 Trung Quốc, Trung Thiên Chiết, Jun Vũ cho rằng đó là một lời khen đối với mình, nên mình rất cảm ơn mọi người đã yêu mến và đặt cho mình biệt danh như vậy. Tuy nhiên, bản thân mình lại không thấy mình giống cô bạn đó, và mình muốn là chính mình hơn giống một ai khác. Có lẽ, đó là lý do mà Jun Vũ đang dần chuyển mình sang một hình tượng khác, sang trọng và ngày càng gợi cảm hơn trong lối trang điểm và cách ăn mặc. Đời tư kín tiếng của nàng hot girl. Vì mình muốn được khán giả biết đến qua những đóng góp trong công việc của mình, muốn được mỗi khi mọi người nhắc đến tên mình thì sẽ nhớ đến những sản phẩm nghệ thuật, chứ không phải là những câu chuyện đời tư, nên mình thường chọn giữ những câu chuyện ấy cho riêng mình. Khi được hỏi, mẫu đàn ông thế nào sẽ chinh phục được chị? Chị có phải kiểu người dễ rung động với người khác không? Jun Vũ chia sẻ, mình tự nhận xét mình là một người làm quen không khó, nhưng để thân thì sẽ rất khó. Trước đây, mình từng đặt ra những tiêu chuẩn về mẫu người đàn ông lý tưởng cho mình, nhưng đó là hồi mới lớn thôi. Đối với mình bây giờ thì cảm xúc là quan trọng nhất. Nếu một người đem lại cho mình cảm giác gần gũi, thoải mái và muốn được ở bên người đó, thì những tiêu chuẩn không còn quan trọng nữa. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh Thế Giới Người Nổi Tiếng. Vui lòng nhấn nút đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất nhé!